Trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Thưa các đồng chí, toàn văn các báo cáo đã được gửi đến các vị đại biểu tham dự đại hội. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tôi xin trình bày báo cáo về các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, tập trung vào một số vấn đề chung, cơ bản, có tính chất khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng để đại hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến quyết định. Tôi xin trình bày 3 vấn đề. Thứ nhất là về quá trình chuẩn bị các văn kiện. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội 13, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội 13 rất sớm. Ngay từ hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tháng 10 năm 2018 đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Trong đó, có 3 tiểu ban liên quan đến việc chuẩn bị các văn kiện. Đó là tiểu ban văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban kinh tế xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban điều lệ đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng tiểu ban. Để giúp việc cho các tiểu ban, Ban Bí thư đã quyết định thành lập các tổ biên tập và các bộ phận giúp việc. Sau khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tiểu ban đã tích cực khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và khảo sát thực tế. Trong hơn 2 năm qua, các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, đã tổ chức một số cuộc tọa đàm với Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức quốc tế, đã tổ chức 2 đoàn đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài. Các cơ quan nghiên cứu lý luận khoa học đã gửi khoảng 80 bản báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị cho các tiểu ban. Nhiều đồng chí cán bộ lão thành, các nhà khoa học có tâm huyết cũng đã gửi thư, gửi bài hoặc là gặp trực tiếp góp ý. Các báo cáo đã được nghiên cứu, chất lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo văn kiện. Các tiểu ban đã tiến hành 20 phiên họp để thảo luận, thông qua đề cương và các dự thảo văn kiện. Đồng thời thường xuyên có sự phối hợp giữa các tiểu ban, tổ biên tập để bảo đảm sự thống nhất về nội dung giữa các văn kiện. Trong đó, báo cáo chính trị là trung tâm. Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để cho ý kiến và hoàn thiện đề cương và các dự thảo văn kiện trình xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương tại 4 hội nghị, là Hội nghị Trung ương 10, Trung ương 11, Trung ương 14 và Trung ương 15. Các dự thảo báo cáo đã được chỉnh lý, sửa chữa nhiều lần, riêng báo cáo chính trị khoảng 30 lần.
và được gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể, Bộ Chính trị đã quyết định cho công bố công khai toàn văn dự thảo các báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và được tổng hợp gửi về Trung ương. Tổng hợp ý kiến góp ý của các đại hội đảng các cấp, từ cấp cơ sở cho đến các đảng bộ trực thuộc Trung ương, ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước. Các ý kiến đóng góp đã được tổng hợp lại thành 1.410 trang và báo cáo tổng hợp chung gần 200 trang. Tức là qua rất nhiều vòng, nhiều bước, nhiều khâu và cứ lọc dần. Trong quá trình chuẩn bị soạn thảo các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước trường tiểu ban văn kiện cũng đã có 3 bài viết và một số bài phát biểu như anh em thường đánh giá là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo biên soạn các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Có thể khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chất lọc, lựa chọn, tiếp thu. Từ diễn đàn này, Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành, của toàn thể các đồng chí, đồng bào, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với